lá gì đây đây con kìa này đi rồi hôm nay thì cũng khá là lâu rồi cũng chưa có đến thăm lại bé Hân, không biết là tình hình bé Hân nó bệnh tình như thế nào. Thì bé Hân lúc trước là Phi có chia sẻ bé cũng mắc phải cái chứng bệnh thần kinh, nhưng mà nó cũng nặng hơn so với bé Lài. Lâu rồi bé Lài cũng chưa gặp lại bé Hân đúng không? Dạ. Bây giờ mình vô mình thăm em Hân nói thử như thế nào ha. Em Hân thì năm nay hình như cũng 19-20 tuổi rồi quý vị. Nhớ chị không? Nhớ chị Lài không? Mẹ ơi! Quá chưa chị là cá em bé rồi đó. Hay là em bé sao lại ốm vậy? Chị hỏi gì em nó ốm thì chú lâu ngày quá hả? Phải không em? Phải không em? Phải không? Nhớ lại cái cảnh của con hồi xưa bị xích chân khỏe như em này quá. Ngồi xuống đó đi. Mẹ đâu rồi? Vậy mẹ là thôi chị Lại. Sao mẹ ốm dữ vậy chú? Mà em chỉ làm cái này em chỉ làm biết em không thấy bà đời bôi như cuộc gì vậy thương á. Sao rồi hôm nay sao rồi thấy sao thấy tội ghê đi. Không rồi của mẹ đó đi. Sao em chú ơi mình thả em ra nó đi như con á. À, là chị Lại hôm nay tới thăm em nè. Em thương chị Lại ơi. Có hồi mà chị ngu ấy là kêu ở nhà với con bị theo làm gì? Ơi theo là để kiếm tiền mua sữa cho con. Kiếm được như là chưa kiếm được đồng nào. Anh chị khủng ơi. Hả? Chị ngu quá vậy là chị làm gái sao thì là cao bé thế không? Không có, chị không làm. Không làm mà chị gặp anh Vinh rồi gì không? Có ai ở phòng rồi vậy? Sao biết hay vậy? Em có coi hả? Phòng rồi vlog á. Trời ơi, cô đâu rồi chú? Mẹ bị làm. Tôi đến phòng hả? Chú mới đưa anh đèo dây này nha. Sao đây còn rộng mình chơi hả? Chị Lại nó nói là mẹ khóc à. Em thương chị Lại. Chị Lại ơi, em dây nữa chứ. Chị Lại sao được biến? Chị Lại còn đẹp gái không? Chị đâu có đẹp biết từ đâu. Anh phải cảm ơn anh. Cô đâu rồi chú? Nhớ anh lâu ngày không gặp nhá. Làm mà anh không gặp em. Tại vì anh cũng tùm lum việc khác mà. Dạ em yêu lắm. Em ngày hôm qua là em thấy anh đi tới nhà của chị bé mà có khối ô nặng 4kg. À, dưới là em cũng xem cái chương trình anh biết đúng không? Dạ, tội chị ghê thế này. Bị cái gì anh Phi? Bé Hân năm nay 19 hay 20 thôi, 20 phải không? 19 rồi. Rồi, mới sinh nhật á hả? À, năm ngoái tới y trúng ngày sinh nhật, mình năm nay không trúng sinh nhật. Sinh nhật tháng mấy vô? Tháng 5 ạ. Tháng 5. Là sinh tổ chức chưa? Qua rồi phải không? À, bữa đó tổ chức không chú? Bữa đó tổ chức không? Đó, tổ chức không? Có bánh sinh nhật không? Thấy rồi chị. Em không để dành cho chị là chị ơi rồi. Ờ chưa con cũng xích lý cái chùm. Đưa đưa đưa. Đưa đưa ngồi cho chị Lè. Cho chị Lè mở hình em bé cho coi. Mở hình em bé cho coi kìa. Chị Lè mở hình cho nó. Chị ấy mở cho em khóa rồi. Em hứa mà em biết. Rồi giật lại. Quay lại. Thế rồi. Để mọi người nói em cầm thẳng nắm nè. Em không có phá này mà đâu rồi hả? Chị Lè mở hình em bé cho đi bỏ hết pin rồi cậu. Em hứa là em không có bật bậy đâu mà cậu. Rồi chị Lè hết pin rồi nó hư rồi. Chị Lè mở hình em bé anh xem, anh chưa xem em bé luôn mà để chị Lè em... à, mở anh xem nè. Mở hình em bé cho con xem. Tiền em giật tiền. Bé bỏ ra. Mới sinh xong mình lên sử dụng mỹ phẩm. Có hình anh xem thử. Có. Chị Lè mới sinh xong mình lên sử dụng mỹ phẩm tùm lum vậy chị Lè. Ủa phải làm đẹp chứ, phụ nữ là phải đẹp. À, đúng cô đâu rồi chú? Đi làm. Chú ở đây khỏe luôn chứ hả? Khỏe. Nè em bé chị Lè nè. Em bé chị Lè đẹp trai không? Chú, cái hạt. Em bé chị Lè đó hả? Cái miệng không bị hô, không dám đâu, chút xíu nó chưa mặt đen hô. Không thấy, không thấy rõ đâu. Đẹp trai. Không thấy rõ. Thấy tưng. Tối quá không thấy rõ. Cảm ơn em khá. Ê, thì là mở coi em bé nó khóc rồi. Anh ơi, em chào bà lên kêu như thế bà hết. Vì nè. Đâu phải. Chị Lè, đừng hỏi chị Lè nó ra.
Em vui lắm khi mà thấy. Em bao xong hả? Thôi, cái lô tổ. Phi anh mà bao xong vậy. Này có uống thuốc gì không? Không uống nữa hả? Không. Hả? Thuốc gì? Thuốc bà mua. Thuốc bà mua hả? Lấy một chục. Bà mua thuốc gì cho em uống nữa? Chứ không biết. Không biết hả? Bà em uống thiệt, bà uống thuốc bà thiệt. Em không biết. Phi, anh Phi nghe thằng câu nó khác. Cười lắm đây. Đó, anh nghe nó khác chưa? Anh Phi đang cười hả? Hello, hello mọi người. Lâu rồi không gặp rồi, em muốn nói gì không nói đi. Lâu rồi không gặp mọi người, mình nhất là anh Phi cùng anh Lan á, chị làm. Nói đi. Là con cũng buồn lắm. Do lần là mỗi lần á. Thôi đừng có lục á, đừng có lo. Lục hết đồ của chị mà lục. Tiền chị lại đi bán mấy ít dạo này, giỏi không? Để hôm nay về tôi có mà. Bán hết rồi. Hết bán hàng mua. Tiền bán bánh ít ra hả? Bán được chừng đây ra hả? Ừ, bán được mấy tháng trời. Mấy bữa nay anh thấy em đi miết rồi em bán khi nào? Đâu em bán buổi chiều rồi em mới ra ngoài này mà. Bán ngày được mấy bao nhiêu tiền? Rồi em bớt rồi có 16 ngàn rồi. Ngày 16 ngàn hả? Bữa thì bán được 24 ngàn, bữa là bán được 8 ngàn. Bữa rồi à, bữa ít gồm lại nữa hả? Có người ta cũng cho thêm chứ? Dạ. Rồi để... Chào bé Hằng nha. Ăn lấy tiền à? Không, không. Bỏ điện thoại chị lại xuống. Trời ơi, không phá là mày chị lại. Anh đi miết rồi chú. Dạ. Con đi lung tung với chú rồi. Chị làm cái chuyện, là khổ vậy đời chị. Nhà tới. Giờ bé Hằng là giống bé là bé Lại hồi trước này đúng không? Không. Thấy không? Ờ. Thôi. Em muốn giống chị. Cười đâu rồi chú? Anh uống rượu con đi làm rồi. Chị bảo đi làm chứ không có làm gì lỡ gặp. Giờ là chú xếp đây rồi, chú đi làm ngồi trước nè hả? À, chú đi xếp đá, bây giờ làm ngồi nắng, dân ăn, ví dụ khó đi. À, chứ còn thở ra là... Nè, cái gương thấy là đẹp không? Gương kia ở trên tay, không có thấy dân này, xóa phải lên à. Cái làng nó bây giờ là đẹp đang, lên không còn khóc. Xuống gì lại, xuống... Cái làng sọc bên máy hết pin rồi. Có gì cho gì lại ăn không? Có. Có. Có gì? Cà phê. Thấy cũng đợt đi thấy đợt này thấy cũng không có ốm như đợt xưa chứ gì. Ai là ca sĩ? Ca sĩ gì? Đợt xưa thấy ốm. Gặp gì ở đây em? Đưa chị Lè gọi về hỏi thăm em bé nè. Đúng rồi, anh thì gặp nó rồi, đúng rồi. Đợt này thấy có da có thiệt không? Có da thì. Là có thuốc thuốc là uống thuốc gì? Thuốc bổ não hả? À, giờ uống bổ não hả? Bổ não với ăn thần thôi. Em á tự tắm rửa hả chú? Hello mọi người. Sao chú không đáng cái cửa lại mà đừng có xích trên. Trời. Nhìn bé Lê con hồi xưa con cũng xích cái chân phải rồi nha. Sợ. Bé mà bây giờ Phi cứ cà phê không cho là Lê Phi giống nè. Đúng rồi, lên quá cà phê, uống cà phê hả? Lê mà Phi. Đấy, bụng ơi. Bé Hằng mà Phi ra chưa, muốn đây mà con không đây được. Bây nào chờ, nói ba chở lên quá cà phê hả? Chở lên quá cà phê uống cà phê hả? Cứ là sữa không? Có là sữa luôn. Hả? Cứ đằng chào. Sữa ngon lắm thì Lê uống. Sữa đằng chào đường đen luôn. Có gì là? Bữa nào nói ba trả lên quán cà phê anh uống hả? Không dễ đâu. Đưa điện thoại cho chị sọc đi. Em cầm tí coi nào, nó hồng ôi lây chuẩn miệng cái gì cũng chảy chất chớt hay sao hết. Chị chưa ra, đưa chị làm sọc đi nha. Cái má em cái nào. Rồi đưa chị làm sọc. Không chưa mở luôn. Nào đưa cho chị làm sọc pin. Đó coi anh không vô pin ông chú hẹn, chú vô thấy mặt tím tím là chú biết nó vô nha. Tội không? Thấy gì là tội không? Tội muối. Sao ngon? Ai á? Trời gương ra hết mình á. Còn như hoa như ngọc kiểu khóa mạng chị làm em chị có bị sao ghê buồn ngủ quá bé Hằng ơi. Có phải mấy ngày hôm nay là chị là không ngủ thích nơi em không? Chị kiếm việc làm tất cả đêm mà không ngủ luôn. Chị là có em bé là khổ lắm á. Tại sao mà chị ngu vậy? Để lấy lỡ. Cái lần đầu á thì em nghe Phi nói là chị có em bé. Cứ xong có chị điền lại cho em vô bên ông chú. Bé Hằng thấy chị là nay sao? Thấy có những có gì thay đổi không? Có. Hả? Lớn hơn, trưởng thành hơn. Già hơn hả? Nhưng mà có già hơn không? Đẩy hơn. Thối lắm. Hả?
Bởi vì lúc mà thấy chị mấy năm rồi mới ở lại hè? 2 năm. Dạ chú, thì chú 2 năm rồi mới đi xuống lại phải không? Biết, em nhớ luôn. 2 năm nữa chứ. Hồi bữa con có bầu, con cũng ốm mà con đẻ xong rồi con ốm vô kìa. Không ai muốn đi. Hờ quá chị ơi chị. Người ta nói là biết đâu con đẻ con xong thay máu con hết bệnh chứ con thấy con đi còn nhiều hơn. Con đẻ ra là con không con ra biển chơi rồi này. Thằng cu con ngon nó bú sữa mẹ được mười mấy bữa là bỏ nó uống sữa bình luôn. Mà anh cũng tội không bú sữa mẹ mà anh cũng nửa một cục là cân lá. Thế là sao rồi? Thương mẹ đi. Vô vô tay đồ đẹp đi dẫn đi ăn cơm. Thôi. Ăn cơm chưa? Dạ, chưa hả? Sáng cái này của anh thấy. Đó là bữa trưa này ăn uống được không? Không ăn, có được ăn gì. Hả? Mấy giờ mới mở em ra nó tắm chú. Em không có muốn ăn gì không phiền. Không muốn ăn gì hả? Không có muốn ăn cái gì. Hay là chủ yếu ăn bánh kẹo thôi. Tới có dẫn nó đi chơi không chú? Con không dặn. Có, không có, ba không có dặn. Thế con cũng bị xích biết ở nhà cũng đâu có đi đâu đâu. À tới dẫn được đi ba chơi 3 bữa chứ. 2 bữa. À 2 bữa. Tới giờ đi 2 bữa hả? À tới dẫn ba dẫn đi đâu? Đi thắp hương ông bà. Thắp hương hả? Dạ. À. Sống mũi cao ghê, chú nó giống chú đó, phải không chú? Sư của anh á. Con này nó giống chú. Chị đẹp chị sợ này. Chỉ có Hồng Vân cái này này đẹp chị sợ nhưng mà không có tay. Anh Phi nó giống ba phải không anh Phi? Ừ. Mũi cao giống chú là đẹp lắm. Nói nó hơi rồi, giống rồi kìa. Ê, chị đúng em giống ai rồi. Em nhớ mấy người được rồi, lấy rất em chị ngồi. Anh muốn vô thăm em bé chị Lài không? Dạ, đó là... Nghe vô thăm em bé chị Lài kìa. Rất là vinh hạnh luôn. Dạ bữa nào rớt, rớt hết bệnh đi vô thăm em bé chị lại. Hello em, hello cháu là em, cháu. Ôm nó về đã nuôi, vô ôm về đã nuôi luôn, hăng nuôi luôn. Giờ là cột huyết đi đó hả? Có đau ở chân không? Rồi em đâu có quấn gì đâu, để vậy. Em là để vậy xét. Nó thì anh bà nó nói em không nghe gì. I'm sorry bà. Nói khó nghe quá hả? Nói khó nghe. Ừ. Tí ơi, em nói tự nghe em buổi nay. Dạ, nói nhanh quá. Do you know something can let you alone? Nói tiếng Anh cho chị lại nghe. À, em nhớ không? Nói tiếng Anh đi. Hello. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Anh hơi ngán hồn mà mình đã lên tới đầu không được. Ba chàng trai kìa. Rồi, đó đi. Hello. Trả lời. Hello. What's your name? My name là... Là Heo à? How are you? I'm fine, thank you, and you? How do you speak your name? Không hiểu. Đó, ừ, cũng biết. Nó nói giỏi ghê, chú nó nói nhanh ghê luôn á. How many people are there in your family? Trời, nói tiếng Anh giỏi ghê á. Bây giờ em cố gắng rồi em giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho tốt vô. Tao không muốn đâu. Chứ sao? Để cho khỏe rồi. Em không muốn sức khỏe nữa, em muốn chết đi mà em không được. Hả? Ôm mày nghe em chết cả đời mà. Nghe lời ba, nghe lời mẹ chứ. Em không nghe lời gì hết thôi. Bữa nay ăn uống rồi có tự xúc ăn được không? Em không biết gì hết, em nói em được hết. Cái đợt này con thấy bé nó có da có thịt hơn cái đợt con xuống đúng không? Đúng rồi. Cái đợt mà con xuống là bé ốm, có ốm mà nhìn cái căng thẳng. Hiện tại là chỉ cho bé uống cái bổ thần kinh thôi chú hả? À, chú bây giờ chắc phả thuốc chả biết ái nữa đâu. Chú cho ông uống bộ thần kinh một với thuốc ông thần ha, để ông thần này để giữ thần kinh này không tròn ăn. Dạ. Cho nên chú cho uống hết luôn ha. Mà là chú luôn giỡn. Ví dụ giảm đi đường hả? À, ví dụ cái bộ nổ thì vẫn cho uống 1 ngày 2 viên. Còn cái cho ông thần là họ uống nam cam, bây giờ chú bẻ là lần hai là chú cho uống cả ngày là nam cam. Mấy bữa là cũng như uống cả ngày là ngon, nhưng mà chú uống nam cam là tháng cũng đã dạ. Thế rồi bây giờ là chú xích em lại rồi để chú đi làm hồi trước đó. À, có ra bữa môn mà hoài cái chạy vô bán này không, chứ còn hát chơi không vẫn chơi ở nhà nên xích lại cũng được mấy tháng nè. Xích mấy tháng rồi hả? Ừ. Mà có bữa ta mở ra được 1 tuần chơi ái là bữa đầu đó, cũng vô nói chuyện nếu ai cũng lan cao là mấy bữa ta mà
nó đi thu tiền, đi thu tiền là tiền lao động á. Cái là chỉ cái à chỉ cũng có lao động mà đang không thu. Khi dịp không sổ thì xác. Nói chung là xích bé là được 2-3 tháng rồi. Thăm đồ hầu có tỉnh mới mở chứ. Giờ thấy em cũng tội quá, giờ cũng không biết sao nữa mày. Không có chung hầu quá tùm lum hết mà giờ họ cũng kêu là thà này thà kia mà thường chú gái nữa. Dạ, bây giờ cũng trước giờ cũng đi nhiều nơi là cũng không được gì hết. Đi nhà nơi. Cũng mệt mỏi quá rồi. Từ Tây Y đến Đông Y đến thầy bà các kiểu. Tốn kém tùm lum hết, cũng không được gì. Không phải là được, mình cũng cố gắng mà không được không. Vừa rồi là cái đợt mà con đưa vô trong Lâm Đồng á, là về là cũng không có gì thay đổi luôn. À về không có gì hết. Con chỉ điện ra với từ ái miết ra mà cứ từng ra sang quầy miết mà cũng quầy ba tháng là trời đó, hay là chồng quầy miết. Ra sang quầy xin á. À xin á. Rồi cũng không ăn thua à, tối, mình... Bữa tối chú Phong. À bữa tối. Bữa tối là hai vợ chồng ra ngồi sân đó quỳ xin. Qua ông thóng còn xin miếc. À xin miếc. Cũng không ăn thua chứ. Rồi bữa nói này rồi hắn cũng điện ra nữa mà chút rồi để cho cái bà vợ quỳ. Nó chút mệt ngủ quá rồi. Dạ cô là giờ vẫn làm công nhân vậy đó hả? Công nhân mà bây giờ là việc ít. Rồi lương bữa này thoáng khoảng 3 triệu, 4 triệu. Như này chú kêu thôi kệ ra lòng mà thêm cho con em kiếm ít đồng nữa. Rồi ăn uống bây giờ được không? Ăn uống thì nói cho mấy bữa trưa thì ăn chốt, buổi chiều ăn cơm, mà chủ yếu bánh kẹo. Bánh kẹo, ăn bánh kẹo biết đó. Bánh kẹo biết. Không có là bữa nào cũng nổi. Dạ, dạ, dạ. Thôi rứa chú cố gắng rồi chú lo cho em ha. À dạ. Thôi rứa đang là mình chừng cố gắng thôi. Biết đang chừng. Chị mua nhiều tiền luôn. Chú là năm nay 60-61 vậy đó. 61. À 61. Dạ. Chú 61 tuổi là chú cũng lo cho em quá mà đợt trước là chú cũng bị tai biến nhẹ em rồi. Cũng lo. Là cái hồi mà chú bệnh của con là cái tai biến giống chú à. Bệnh bệnh con ra. Thì con cũng đang đi học của tai chung con nó run á. Run không? Không phải gọi là tai biến chung con. Không, run á là do thiếu chắc gì á. Không chị, đi chắc tai biến chứ chú cũng tai biến rồi nó run mà. Không, cũng như tai biến nó ngã chứ thôi. Thì ba em ngỡ mấy lần rồi á. Hai lần rồi thì lại, một lần nó đâu bệnh viện đâu. Mà thì con... Thôi vô thơ em cái rồi đây. Đây, là... À, ai mà cái. Em cái. Đây nha. Em cái đi. Không nhớ gì đâu. Hả? Đã, chị ăn đi. Dạ, đừng có lấy ạ. Trước là lấy lại cho con. Dạ, không mau cho chị con. Này. Đừng. Trả lại cho chị đi. Trả lại cho chị con. Nếu anh biết ngay anh thì mời móc con vô anh chạy con không. Trả lại cho chị đi nha. Không. Trả lại cho con, trả lại cho con. Đây, ngon, bán con ngon. Trả lại cho chị quá. Trả lại cho chị, trả lại cho chị. À, dạ, 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 sao mau ra. Dì là sao mau ra đây mới. Sao vô lại đây. Gái cái miệng lại chứ để ai chụp chụp tu vậy. Thả cái miệng lại. Để bình thường. Đó, bình thường, khép lại cái này. Khép lại, khép cái miệng lại. Ừ, đó. Đó, đứng yên. Rồi. Đây. Chị ơi. Thôi. Một lần nữa không ạ? À, thôi. Không,
Mọi người nghe Lân nói một câu nè. Mẹ bọn bây giờ là uống mời anh Phi. Chỉ là rồi anh lên một bữa cơm vào quán nhà con, mọi người có đồng ý không ạ? Ok, bác có tay. Bác có tay. Bác có tay. Bác có tay. Anh Phi em có biết xong. Anh Phi biết xong mà. Anh xong là tự nhiên làm cái lẫn bị ấy chứ thôi. Ai xíu là ai nhiều xíu. À để lại cho. Vậy chứ là mình có chân sao về bán vậy? Vậy chứ là... À đây. Đưa cho anh. Không. Em giái lên, em giái nào. Bởi vì mà đừng có hiểu đâu, bây giờ bé Hân giờ là thành con khủng con điên rồi. À, đưa anh, đưa anh. Em bị bệnh luôn. Ê! Không phải nói, đừng có lại đây nữa, đâu rồi. Nước bé luôn. Đưa cho anh. Mấy thằng rồi. Đưa cho anh nữa. Em mấy thằng gái rồi. Biết rồi, anh đưa cho anh. Em mấy thằng gái thôi. Rồi, lấy nhìn. Đây. Đây. Con kìa. Này. Ê. Nói xin lỗi này, đó, đập gần hư cái của anh này, đập máy lại, cái này đập mấy lần rồi đó? Ba lần. Mấy lần? Đập ba lần rồi đó. Thôi mở ra, mở tay ra. Thôi nói xin lỗi này, xin lỗi anh tha lỗi cho. Không. Nó đây thôi khẩu. Nhanh. Trả lời tiếng Việt. Hả? Trả lời tiếng Việt. Ừ. Nó đây. Dạ, chú bà. Ừ. Dạ, cô Yến. Và cũng dạ các anh, các chị. Rồi cộng đồng mạng của Phi 100 Vlog. Con và em đây nè. Thật tình là không có muốn làm gì sai em trái rồi con. Làm cho ba em mất mặt trước anh Phi, anh Lan chị lại. Hồi nãy con đập cái lo. À, đập cái lo. Không, không đập nữa hay chưa? Không, mà anh ngồi chờ em xíu rồi nhẹ. Mà không đập nữa hay chưa? Dạ, em không đập nữa. Rồi. Thôi mở tay ra. Mở tay em ra hả? Dạ, rồi mở được. Ba mở cho. Bình thường là chú cột mấy Hân lại rồi chú ra ngồi trước này. Làm thêm cái này đây, làm mấy cái củi, cái gỗ kiếm thêm đồng chú ăn uống quý vị đó, cho nên phải xếp bé lại ở trong nhà đó. Bé Hân thì tình hình bé Hân dạo này thấy cũng bất ổn quá, cái thần kinh của bé lúc mà lên lúc không á, cho nên là nhiều khi mà nó phấn khích quá, nó lên cơn á thì quý vị cũng đã thấy nó đập hết đồ á. Em thấy bé Hân sao? Nặng hơn em đúng không? Nặng hơn em hả? Em bây giờ tung tăng đi chỗ này chỗ kia còn đỡ chứ thấy bé Hân tội quá. Thì em cũng một thời như hai ngày thôi.